Hello, chào cả nhà. Thì hôm nay mình cũng có được con rắn nước để mình nướng ăn với cơm. Đó. Đây. Thơm thơm nhức nách luôn. Ây, ây da. Rắn này thì mình chấm với muối ớt. Thế nặng tắt vô. Ây da. Vỏ tắt này mình sẽ để đây chút nữa mình ăn luôn nha cả nhà. Mấy trái ớt nè, thấy là cực kỳ ngon. Cái trái ớt này ớt gì mà mình tới nay mình cũng không chưa biết tên nó luôn. Cái này là ớt ớt hiểm, cái này là ớt sừng hay gì nè. Cái này là có bắp chuối. Dạ, mình chắc nãy giờ đem ở đây mà để tí xíu mà nó lại đen như thế này. Này là bắp chuối chú xứ chứ không phải là chú già. Này là cải bài xanh. Không phải, cái xà lách. Đó, mình đang ghém chỉ như đây rồi. Chén muối ớt này cực kỳ ngon. Hôm nay mình sẽ ăn với cơm. Cái muỗng mình quết vô muối ớt nó dính muối nhiều quá. Ây da. Mình sẽ cắt nó ra. Nó đang nướng như thế này. Cái cạo cạo là cái dải nó đi mình sẽ ăn mà. Nướng trui mà. Ây da, có cái gai trong này nè. Con rắn này mà nếu mà mình làm mình nấu cái gì á thì mình sẽ mất lòng đó. Nó rất là bự. Ây da. Đây, cái phần lòng đó nè. Mình nướng thì mình sẽ bỏ hết ngay nè. Đây là cái gan. Ui chà. Hey ha, cực kỳ ngon. Mời cả nhà luôn nha. Cắn một cái ớt hiểm nữa. Quá lạ. Nhức nách. Quá xuống. Cái bắp chuối này mình sẽ cắt nó ra làm 3 làm 4 vậy. Ây da. Lúc nãy mình sắc hơi sớm quá. Thành ra nó bị đen. Đó, mình sẽ chấm với mình sẽ chấm cái đầu này đi, nó sẽ không bị rớt. Nếu mình chấm ngửa cái đầu đít này thì nó sẽ rớt hột ra. Mình để mấy cái lá hơi già. Hơi dài nhưng mà đều rất ngọt. Bắp chuối thì mình ăn sống thì nó rất là ngọt. Đây. Con rắn bự thì nó nhiều, rất là nhiều sớ. Nó rất là dài. Cắn một tấm nổi tới ớt hiểm rất là thơm. Có bạn á ăn không quen rắn nướng với cơm nữa nha. Còn mình thì quen. Lúc trước mình đi soi á, nửa đêm mới về mình là mình dở cơm theo á, nửa đêm mới mình nướng, mình chấm ớt mới chanh mình ăn, tội cực kỳ ngon, nó quen rồi.
chuối chấm ớt, nó nồng lên xém chặt luôn. Mình sẽ trụng vô luôn, trụng vô mình sẽ sướng đó. Nói chung là hết sảy luôn cả nhà, không còn gì, không còn gì để nói luôn. Xuống thăm thăm rất nhiều. Đó tiếp. Mình đang lùa ra. Cái hai mình sẽ chế hai bên. Mình đang. Mình thì mình đang sẽ bỏ xương thăm. Bắt đầu nhai rồi nhai. Bắt đầu nhai, mình sẽ lùa ra. Quá chú mình ăn cắm có một gì ngọt nhẹ, thằng chát cũng không đến đậu. À, té ức sinh à. Nó chứ mới hương hương rồi, chưa chín. Ổn quá. Mình gắn thuyền khoái ăn cái mặt. Ý da, cái này nè. Cái gan nè. Đây. Ủa cái gan. Khúc hồi nãy em khúc vậy nè, nhưng mà đều hơi nhỏ. Còn cái này mới bự nè. À, đây. Chấm dùng nguyên một chấm ớt. Nãy mình đâm nguyên một trái ớt cắn này nè. Với 5-6 trái ớt hiểm. Quá đã. Đây còn một khúc nữa nè, nhưng mà mở không à. Lúc nãy mình lâu ra cái gan, còn cái ruột nằm trong đây nè. Đó, đây. Sẽ ra nguyên cái ruột của nó nè. Ừ, con này mà bắt ruột thì cực kỳ ngon luôn. Ô. Mình sẽ ăn ngay chỗ cái mặt nè, mặt xanh xanh nè. Mình gạp cái mặt với cái miếng mỡ đi. Còn cái ruột mình sẽ dục. Nó đắng. Nó đắng nhưng mà mình ăn quen thì nó sẽ không, nó sẽ không đắng đắng ngán nha. Đắng mà kiểu đắng đắng ngon ngon á. Ý dạ dạ. Ở nhà thấy như thế này nhưng không phải là nó không phải nó khét. Mình sẽ cạo cạo cái da này đi rồi mình sẽ bỏ cái khét này. Nó sẽ sập sầm đen đen thôi chứ nó không khét. Nói chung là rắn nướng chui thì nó phải như thế như vậy mới ngon, mới thơm.
quá. Đó, như cả nhà không cắn á, nhà để xước như thế này. Như thế này thì cả nhà bỏ không, còn mình thì không bỏ. Mình sẽ ăn cái này cái luồng đó. Nó còn rất là nhiều thịt trong đây nè, mình sẽ mắc cái thịt đi cái mình nhả xuống. Ông răng mình còn khỏe thì mình sẽ nhai luôn. Rồi bỏ uống. Ôi. Không nhiều. Muốn ăn cái thịt đông, mình cảm như thế này cũng được. Cầm dúng như thế này còn cái chè vậy không được. Úi da, còn một khúc nữa để nguyên như thế này mình chấm luôn nè cả nhà nghe. Còn nhiêu đây nữa là hết rồi, nguyên một con luôn, chung gần nửa ký á. Rất là nó hơi bị già. Rắn nướng thì mình sẽ bắp nó mới ngon cái nào. Đó, hơi bị bị đen tay xíu. Rồi, còn nhiều đây nữa hết rồi mà cái nhà ăn luôn nha. Cầm dòng ha, cổ xương này rất cứng à.
cái vỏ tắc này bỏ vô đây ăn luôn. Quá đã nè. Trong bước nè. Rồi, thôi thì lâu lâu mình có được con rắn. Chúng mình con rắn này mình đi bắt được nha. Mình đi bắt cá đó. Bắt được. Về mình nướng. Ăn review cho cả nhà xem. Rồi cái nhà xem nhớ ủng hộ Hải Trung Vlog nha. Hải Trung Vlog có làm nhiều những clip nữa cho bạn xem. Bây giờ Hải Trung Vlog xin chúc cả nhà xem vui vẻ và hẹn gặp lại cả nhà những clip tiếp theo. Bye bye.